Giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng uống cà phê bệt sáng ngày 2 tháng 9. Từ 7 giờ, khu vực công viên 30 tháng 4, nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã đông nghịt các bạn trẻ đến ngồi cà phê bệt, tận hưởng buổi sáng ngày lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Sáng ngày 2 tháng 9, nhiều bạn trẻ đứng xếp hàng trên vỉa hè đường Alexandre de Rocdao Pasteur, mọi người phải chờ khoảng 15 phút mới mua được cho mình ly cà phê. Một số địa điểm cà phê bệt nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh như nhà thờ Đức Bà, công viên 30 tháng 4, đường Alexandre de Rocdao, đường Hàng Thuyên đều nhộn nhịp từ sáng sớm. Một hàng cà phê khác cạnh công viên 30 tháng 4 cũng đông nghịt các bạn trẻ xếp hàng từ sớm. Sau khi mua được cà phê thì các bạn sẽ tìm cho mình một chỗ ngồi ở công viên, vỉa hè để tận hưởng buổi sáng ngày lễ Quốc khánh. Không khí mát mẻ vào sáng sớm cộng với bóng cây xanh và nắng ấm xuyên qua tán cây trở thành nơi lý tưởng để trò chuyện, chụp ảnh, nhâm nhi ly cà phê. Công viên 30-4 gần như là điểm cà phê bệt đông đúc nhất. Ở đây, mỗi nhóm bạn thường ngồi túng tụng với chiếc bạt đơn giản. Một vài cặp đôi không muốn ngồi bệt có thể chọn các băng ghế. Hầu hết đều hào hứng bên ly cà phê size lớn. Khoảng 9 đến 10 giờ, trời hửng nắng nóng hơn nhưng công viên vẫn mát mẻ. Kiệt, quận Tân Phú, tự mang máy xay, pin, ghế gấp đến công viên 30-4 để thư giãn, nhâm nhi ly cà phê. Mình vẫn phải đi làm buổi đêm nên chỉ tranh thủ chút thời gian buổi sáng để đến đây uống cà phê, thư giãn cùng bạn bè, Kiệt chia sẻ. Nhiều bạn trẻ không có kế hoạch đi du lịch hoặc muốn tận hưởng thành phố Hồ Chí Minh bớt đông đúc, xô bồ trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ngọc Trâm và Mỹ Linh dậy từ 5 giờ 30 phút để đến ngồi cà phê bệt trong buổi sáng ngày 2 tháng 9. Mình không nghĩ hôm nay đông như vậy. Có thể nhiều bạn giống mình, không đi du lịch xa mà chỉ đi quanh quanh trong thành phố. Mỹ Linh chia sẻ. Từ lâu, cà phê bệt là một phần trong văn hóa của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày cuối tuần, dịp lễ, những khu vực cà phê bệt thường rất đông đúc. Không cần bàn ghế, thức uống gì đặc biệt, vài ly cà phê cùng tấm bạt cũng tạo nên không khí náo nhiệt, cười đùa của nhiều nhóm bạn. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 2/9 không quá đẹp, thường có mưa vào chiều, ngày có nắng nhẹ, trời mát mẻ, nhiệt độ dao động ở mức 26-32 độ C.